Tại sao người Bồ Đào Nha lại nói Việt Nam sở hữu đội quân đáng sợ nhất thế giới? Kính thưa quý vị và các bạn, trên kênh Mèo Sử Học của một bạn người Bồ Đào Nha, khi phân tích về cuộc chiến giữa Việt Nam và Trung Quốc, anh ấy có mô tả về trận đánh được coi là khốc liệt nhất trong suốt 10 năm vệ quốc của quân và dân Việt Nam trước kẻ xâm lược bành trướng Trung Quốc như sau. Anh ấy nói rằng, trong những năm 80 căng thẳng đã xảy ra ở biên giới Trung Việt, một trận chiến khó khăn nhất trên hành tinh đã nổ ra trong một khu rừng núi ẩm ướt rậm rạp. Xét về số lượng và quy mô thì đây là một trận đánh nhỏ, nhưng tần suất, các trận đánh lại gần như là liên tục với cường độ tàn bạo chưa từng thấy. Bất chấp ưu thế áp đảo về số lượng của quân Trung Quốc, những binh lính kỳ cựu của người Việt Nam đã cho thấy họ là một trong những đội quân có kinh nghiệm chiến lược thực tế nhất trong thế kỷ 20. Điều đó đã khiến họ trở thành một đội quân đáng sợ và hiệu quả. Đó là trận Lão Sơn hay còn gọi là trận đánh cao điểm 1509, một số khác còn gọi là trận núi đất, diễn ra giữa quân đội Việt Nam và Trung Quốc trong chiến tranh biên giới Việt Trung vào tháng 7 năm 1984 tại điểm cao 1509 thuộc xã Thanh Thủy, huyện Vi Xuyên, tỉnh Hà Giang. Đây là vị trí có khả năng khống chế khu vực bờ bắc suối Thanh Thủy cho tới cửa khẩu Thanh Thủy phía đông sông Lô, đỉnh 1509, gồm có hai mỏm núi. Đường biên giới Việt Trung chạy qua giữa hai mỏm này. Trận chiến Lao Sơn có tài liệu được gọi là trận núi đất, phía lịch sử Việt Nam gọi là trận đánh điểm cao 1509. Đây được xem nó trận chiến đẫm máu, khốc liệt nhất trong 10 năm chiến tranh Việt Nam-Trung Quốc 1979-1989. Cuộc chiến nổ ra một căn cứ quân sự của Việt Nam trên cao điểm 1509 và cao điểm 1250. Hai cao điểm này nằm dọc giữa biên giới Việt Trung mà phía Trung Quốc gọi là Lao Sơn và Giả Âm Sơn. Để chiếm được hai cao điểm này, Trung Quốc đã tập trung lực lượng tiến công lớn hơn quân Việt Nam nhiều lần. Lịch sử quân sự Trung Quốc gọi cuộc chiến hai cao điểm này là chiến dịch Lương Sơn. Trận Lão Sơn bắt đầu vào ngày 2 tháng 4 năm 1984, khởi màn bằng trận tấn công tổng lực bằng pháo binh và tên lửa phóng loạt vào căn cứ quân sự của quân đội Việt Nam. Chiến dịch pháo kích diễn ra 26 ngày liên tiếp nhưng vẫn không thể chiếm được mỏm núi 1509 và 1250 mà quân đội Việt Nam đang phòng thủ tại đó. Đến ngày 28 tháng 4, nhận thấy bên phía Việt Nam đang thay đổi lực lượng, Trung Quốc phát động bộ binh tấn công ồ ạt, tràn lan đỉnh núi như muốn ăn tươi nuốt sống lực lượng nhỏ quân đội Việt Nam đang đồn trú ở đây. Tuy nhiên thì mọi chuyện vẫn không dễ như giới tướng lĩnh Trung Quốc đang tưởng tượng. Trước sự thiện chiến và lì lợm của những người lính Việt Nam, hai sư đoàn quân Trung Quốc phải mất tới 18 ngày mới có thể chiếm được một phần nhỏ của Lao Sơn và Giả Âm Sơn, nhưng chịu tổn thất thương vong cực lớn. Khi biết tin bị mất một phần đất vào tay giặc, phía Việt Nam đã đưa quân lên thu hồi lãnh thổ của mình vào ngày 12 tháng 6 năm 1984. Kết quả là hai trung đội của Trung Quốc tử thủ trong các phần đất mới chiếm được của Việt Nam đã bị tiêu diệt gọn. Việt Nam thu hồi thành công Lão Sơn sau đoạn 3 của cuộc chiến kéo dài trong 2 ngày. Từ ngày 12 tháng 7 đến ngày 14 tháng 7, quân đội nhân dân Việt Nam lên kế hoạch chiếm lại mỏm núi Giả Âm Sơn hay còn gọi là điểm cao 1250 từ tay kẻ thù. Chiến dịch lần này mang mật danh MB84 thu hồi lãnh thổ. Tuy nhiên kế hoạch tấn công bằng một cách nào đó đã lộ khi bị tình báo Trung Quốc phát giác, chúng dồn toàn bộ pháo và hỏa tiễn khai hỏa vào các địa điểm mà quân đội Việt Nam sẽ tập kết trước trận đánh và chỉ chờ bộ đội Việt Nam bước vào là khai hỏa. Sau khi 6 trung đoàn tinh nhuệ của Việt Nam tập trung ở hai cao điểm 500 và 800 bên dưới điểm cao 1509, tức là đỉnh Lão Sơn, để chờ lệnh tấn công sang điểm cao 1250 hay còn gọi là Giả Âm Sơn, thì Trung Quốc lúc này phát lệnh khai hỏa với đội hình của Việt Nam, cuộc pháo kích kéo dài 16 tiếng đồng hồ. Trận chiến kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 1984, dù bị thương vong nhiều nhưng những người lính Việt Nam vẫn quyết tâm đánh cho tới cùng. Họ đã lao vào phía lính Trung Quốc bằng một trận đánh giáp lá cà. Đây cũng là cách nhằm giảm thiểu thương vong do pháo kích của địch. Điều này cho thấy bộ đội Việt Nam có tinh thần chiến đấu thật tuyệt vời. Họ vừa dũng cảm lại vừa khôn ngoan. Họ chính là những người lính đáng sợ nhất trên thế giới đối với những kẻ dám xâm lược tổ quốc của họ. Tuy nhiên, bất chấp binh lính Trung Quốc vẫn còn đang quần nhau với bộ đội Việt Nam, phía Trung Quốc đã phản công bằng pháo binh và hỏa lực mạnh để tử thủ Lão Sơn sau trận chiến này với số thương vong quá lớn. Quân đội Việt Nam phải rút lui. Lãnh thổ Việt Nam đã mất vùng núi đất, tức là Lão Sơn, vào tay Trung Quốc. Từ đó, sau hoạch định biên giới Việt-Trung, hai mỏm núi này chính thức trở thành lãnh thổ của Trung Quốc. Từ việc biết trước được kế hoạch tấn công của phía Việt Nam, nếu như kế hoạch tác chiến của Việt Nam không bị lộ ra, thì có lẽ cục diện trận chiến đã khác và thương vong của tập đoàn quân Trung Quốc sẽ không phải nhỏ. Tôi tin với sự thiện chiến và sĩ khí của quân đội Việt Nam lúc bấy giờ, thì việc chấn giữ Lão Sơn và thu hồi lại mỏm núi Giả Âm Sơn là hoàn toàn trong tầm tay. Và đây là một chiến thắng hiếm hoi của Trung Quốc trong toàn bộ 10 năm xâm lược Việt Nam.
Nếu so sánh với cuộc chiến tổng lực năm 1979 mà Trung Quốc phát động thì rõ ràng trận đánh Lão Sơn này là rất nhỏ. Tuy nhiên, truyền thông Trung Quốc hoàn toàn im lặng về thất bại của mình năm 79 với tổn thất nặng nề. Ngược lại và chiến thắng trong trận Lão Sơn lần này, những chiếc loa truyền thông Trung Quốc được dịp phát hết công suất bố cáo cho toàn dân họ biết đến. Vì vậy mà, khi nhắc đến cuộc chiến này, người dân Trung Quốc hầu như chỉ biết đến mỗi trận Lão Sơn này. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là phần tóm tắt nội dung tác giả Mèo Sử Học. Đây là nỗi đau của dân tộc, sẽ không có ai quên và tha thứ cho tội ác của những kẻ bành trướng xâm lược Trung Quốc. Từ kết quả của trận đánh này, Việt Nam chúng ta có hai bài học xương máu, đó là công tác đảm bảo bí mật, bất ngờ và thứ hai là gấp rút hiện đại hóa vũ khí để giảm thương vong cho các chiến sĩ trên chiến trường. Nội dung video gốc thật sự rất hay, đường link mình để ở mô tả video. Sau khi chứng kiến sự quả cảm, tinh thần chiến đấu mãnh liệt, luôn sẵn sàng quyết tử cho tổ quốc quyết sinh của những người lính bộ đội Việt Nam, người dân và khán giả Bồ Đào Nha đã rất xúc động. Sau đây chúng ta cùng xem họ nói gì nhé! Lại thêm một trận chiến anh dũng bảo vệ đất nước của người Việt Nam mà tôi không hề hay biết. Một trận chiến làm tăng thêm sự ngưỡng mộ của tôi đối với người Việt Nam. Đối với họ, không có kẻ thù nào khiến họ phải e sợ khi đối mặt. Tất cả đều có lòng dũng cảm và quyết tâm cao độ nhất của mình. Họ luôn bảo vệ tổ quốc bất chấp kẻ thù là ai, ngưỡng mộ sâu sắc. Thật ấn tượng khi một quốc gia nhỏ bé đã đánh bại hai cường quốc về nhân khẩu học thời bấy giờ. Đấy là một câu chuyện tuyệt vời về sự anh dũng của người Việt Nam. Xin cổ vũ tác giả Mèo. Đầu tiên là Pháp đã bị đánh bại, mặc dù người Pháp đã sử dụng công nghệ vay mượn của Hoa Kỳ. Tiếp theo là Hoa Kỳ xâm lược, Liên Xô chỉ hỗ trợ bằng vũ khí thông thường. Súng không là gì so với vũ khí hóa học mạnh mẽ của bọn Mỹ gian ác, vì vậy không bao giờ có lời bào chữa nào cho bọn xâm lược. Việt Nam là người tạo ra ví dụ, nếu người nước ngoài muốn bành trướng thì đừng động vào anh ta. Liên Xô có rất ít liên quan, họ chỉ hỗ trợ bằng cách cung cấp cho Việt Nam vũ khí. Những người chiến đấu bằng nắm đấm và ý chí chính là người Việt Nam, không phải người Nga. Không gì sánh bằng quân đội và nhân dân Việt Nam, người chiến thắng trước 4 cường quốc Pháp, Nhật Bản, Hoa Kỳ và Trung Hoa. Việt Nam mua năm. Tôi đã không biết đến trận đánh dũng cảm này, người Việt Nam dũng cảm, ngoan cường, không có ai có thể xứng đáng so sánh với bọn họ. Như mọi khi, xin cảm ơn tác giả. Người phương Đông cứng rắn vì cách họ chiến đấu với mọi thứ, cả người Trung Quốc và người Việt Nam, nhưng rõ ràng lũ người Trung Quốc thật sự tàn ác, bất chấp nã pháo vào cả những người lính của chính mình để thực hiện được mục đích xấu xa, đó là những kẻ bỉ ổi. Cuộc chiến đó kéo dài 11 năm thật quá sức tưởng tượng, cảm ơn nhà sử học Mèo. Người khổng lồ Trung Quốc không thể so sánh về quyết tâm của quân đội Việt Nam, những người giàu kinh nghiệm trong thực chiến. Cảm ơn bạn đã phơi bày một trong những trận chiến tàn khốc nhất của thế kỷ 20 sau Thế chiến II, một cuộc chiến cho thấy sự hèn hạ của chỉ huy Trung Quốc, chiến tranh Iraq-Iran hay cuộc xâm lược của Lebanon của Israel gợi lại sự tàn ác như vậy. Cái hay là tất cả những xung đột đó họ đã không đẩy leo thang đến mức tồi tệ hơn, một cuộc chiến tranh tổng lực sẽ là một thảm họa cho cả hai trong nhiều năm sau đó. Đây ít nhất cũng là một điều tốt trong cuộc giao tranh biên giới giữa hai bên. Thứ tồi tệ nhất là vào năm 1979, nhưng hai nước đã dịu đi với sự can thiệp của quốc tế, đặc biệt là của Liên Xô. Video xuất sắc ghi lại rất đầy đủ về cuộc chiến trường kỳ và đẫm máu này, điều mà chúng ta ở phương Tây biết rất ít. Lòng quả cảm và sự chiến đấu của dân tộc Việt Nam thật đáng khâm phục, thứ mà làm cho dân tộc Việt Nam trong suốt thế kỷ 20 trở nên bất khả chiến bại trước các cường quốc thế giới và được cả thế giới kính trọng và ngưỡng mộ. Trận Lão Sơn vào tháng 4 năm 1984, giống như trận Navawa lần thứ 2 của chúng tôi vào tháng 7 năm 1933 chống lại kẻ xâm lược. Để bảo vệ mảnh đất Chaco, người Ba Quay của chúng tôi cũng đã làm điều tương tự. Tôi không hề biết về trận chiến này, mặc dù không biết về cuộc đối đầu giữa hai nước này, tuy nhiên tôi tin rằng Việt Nam đã thắng. Nhưng Trung Quốc cuối cùng là hiện đại hóa quân đội và trở nên tốt hơn. Có vẻ như Trung Quốc trong lịch sử đã và đang tiếp tục phá hoại biên giới của nhiều nước láng giềng. Video rất hay, tuyệt đời, lời chào từ Argentina. Xin chào anh Mèo, một video thật sự xuất sắc, cuộc chiến không ai nói đến, trong đó có nhiều người đổ máu hơn. Cảm ơn anh đã mang đến cho mọi người một cuộc chiến xảy ra trong bóng tối. Tôi nghĩ trong cuộc chiến này không ai trong số họ nhận được lợi ích, chỉ có những người Mỹ đứng bên ngoài hưởng lợi, họ xuất hiện như những kẻ sát nhân.
Tôi luôn đặt câu hỏi về tính hiệu quả của quân đội Trung Quốc trong cuộc chiến với Đài Loan trong tương lai. Đúng là họ có quân đội đông nhất hành tinh, nhưng kinh nghiệm chiến đấu trong quá khứ của họ không được tốt lắm, thậm chí còn tệ hơn trong thời gian gần đây khi mà kinh nghiệm chiến đấu đã mai một dần đi. Ví dụ và so sánh rõ ràng nhất là quân đội Ả Rập Xê Út trong cuộc chiến với Yemen. Những người Ả Rập Xê Út có một số vũ khí và quân số tốt nhất trong khu vực nhưng đã không thể giành chiến thắng. Có lẽ người Trung Quốc sẽ không trở thành một đội quân tồi tệ như người Ả Rập Xê Út, nhưng đối với tôi, họ ở trong một hàng ngũ đó, rằng những hẻm núi và ngọn núi nhỏ ở Đài Loan sẽ là mồ chôn của hàng triệu người Trung Quốc. Ngay trong thời kỳ chiến tranh lạnh Mao Trạch Đông muốn xâm lược Đài Loan, cựu thủ tướng Liên Xô lúc đó là Nikita Khrushchev đã nói với ông ta: "Đừng tấn công Đài Loan vì sự trả đũa sẽ rất khủng khiếp, Hoa Kỳ sẽ tung ra mọi thứ để hỗ trợ và hàng triệu người Trung Quốc sẽ chết." Mao trả lời: "Vâng, tôi không quan tâm đến việc vài triệu người chết bởi vì chúng tôi có rất nhiều người. Chỉ như vậy là đủ hiểu, Mao thật điên rồ, anh ấy chỉ quan tâm đến việc nối lại Đài Loan." Nơi đó thật xa xôi, người Việt Nam chắc chắn là một dân tộc chiến binh rất đáng sợ nếu bạn dám khiêu khích họ. Cuộc chiến Trung Việt này không phải người phương Tây nào cũng biết. Ngoài những con số thương vong từ bên này và bên kia đưa ra, khi điều tôi muốn khẳng định là sự ngoan cường của Việt Nam trong trường hợp này là khả năng hành quân đường núi, chiến thuật khôn ngoan nhằm giảm thiểu thương vong của họ. Chúng ta cần chia sẻ điều này mạnh mẽ, nó sẽ khiến Trung Quốc nghĩ đến việc không muốn xâm lược Việt Nam và ngừng coi Việt Nam là một nước yếu chỉ vì đất nước của họ nhỏ hơn. Trung Quốc biết rằng thực hiện bất cứ điều gì chống lại Việt Nam sẽ phải trả giá đắt. Một cuộc chiến làm xấu mặt hai nước, anh em cùng hệ tư tưởng, mà trên hết là Trung Quốc, những kẻ luôn bị người Việt Nam cho họ ăn miếng trả miếng, thích đáng. Việt Nam kiểu, hãy để người ngoài hành tinh đến đây, chúng tôi sẽ đập nát chúng. Tôi nói thật, chiến tranh du kích rất dễ giành chiến thắng nếu bạn có địa hình phù hợp. Tôi hy vọng bạn làm về cuộc chiến giữa người Anh và Việt Nam. Cuộc chiến tuy rất ngắn ngủi, chỉ 3 tháng là đủ khiến người Anh từ bỏ tham vọng chiếm đóng Việt Nam theo đề nghị của Mỹ. Sau này người Anh cũng từ chối mang quân tham chiến cùng Mỹ vì người Anh đã hiểu chiếm đóng Việt Nam là điều hoang tưởng của Mỹ. Trung Quốc đã học cách tôn trọng người Việt Nam, nhưng người Việt Nam muốn là đồng minh lâu dài, nhưng không bao giờ chấp nhận là chư hầu. Sự khác biệt rõ ràng đối với người Trung Quốc, và đó là lý do tại sao người Việt Nam rất khôn ngoan khi tập trung vào việc vun đắp các mối quan hệ tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi. Các bạn thân mến, trên đây là câu chuyện về cuộc chiến giữa năm 1979 giữa Việt Nam và Trung Quốc mà người Bồ Đào Nha thảo luận. Bây giờ video của mình xin phép được kết thúc tại đây và đừng quên ấn like, share để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.